ngày xưa, khi ấy đất trời còn giao hòa làm một, con người và vạn vật đều hiểu tiếng nói của nhau. Trên tiên cảnh có các nàng tiên chuyên làm việc tốt, người luôn ươm những mầm xanh hy vọng cho khắp nhân gian. Trong các nàng tiên ấy có một nàng tiên tên là Hạnh Phúc. Nàng luôn mơ ước mang mọi điều tốt đẹp cho mọi trẻ thơ trên trái đất, mong muốn các bạn nhỏ ấy đều được yêu thương, hàng ngày đều được tung tăng cấp sách đến trường, được làm điều mình muốn và trở thành những nhân tài làm chủ tương lai. Hôm ấy, khi đang cùng bạn bè du ngoạn ngắm cảnh sắc đất trời, tới một xứ sở nọ, nàng tiên thấy cảnh sắc nơi ấy tuyệt đẹp, có biển xanh, sóng biếc, những làn gió di dào mang hơi thở dịu hiền của mẹ biển cả. Nàng trầm trồ: ôi, cảnh nơi đây đẹp quá, phải chăng nơi đây ta gieo được những mầm xanh tài năng thì thật tốt biết bao. Và rồi nàng tiên nhẹ nhàng đi tới khu vườn huyền thoại và bắt đầu thực hiện điều ước của mình. Sau này trở thành những diễn giả truyền cảm hứng và năng lượng tích cực cho mọi người trên khắp thế gian. Thế con khu vườn, cô định ươm gì ạ? Ta sẽ ươm những hạt giống trí tuệ, thông minh, sau này trở thành những kỹ sư xây dựng, xây nên những công trình thế kỷ, những bác sĩ giỏi luôn chữa bệnh cứu người. Còn mảnh vườn này, ta sẽ gieo những hạt sư tâm hồn, mang cái chữ đến cho mọi người, mọi nhà, những nơi xa xôi hẻo lánh, để thắp lên những ngọn lửa ước mơ cho mỗi con người. Còn đây nữa, ta sẽ ươm những mầm xanh tài năng, sau này trở thành những vũ công giỏi, những ca sĩ triển vọng, mang niềm vui đến cho mọi người, mọi nhà. Hỡi những mầm xanh, hãy lớn nhanh, cùng vươn cao và cùng tỏa sáng. Và các bé trường mầm non thị trấn Quất Lâm đã biến những ước mơ của cô tiên Hạnh Phúc thành sự thật. This time for Africa.
các bậc phụ